Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. À, chúc mừng anh em năm mới ha, anh em ăn Tết sao rồi? Thì mình ăn Tết thì cũng ổn thôi nha anh em. À, thì năm nay ăn Tết thịt kho với hột vịt thì ăn nhiều nó hơi ngán nha anh em. Và thôi sau Tết rồi, chúng ta bắt đầu làm việc lại rồi. Thì hôm nay cũng đem đến cho anh em hai chiếc xe, cũng là hai món quà đặc biệt cho anh em. Nhìn rất là ok ha anh em ha. Thì anh em nào mua xe này là chỉ có đẹp thôi nha anh em. Rồi em quay gần gần vô đây. Chiếc đầu chiếc này là chiếc Z300 và chiếc CBR250. Thì con này là xe siêu chùm mền nha anh em. Xe này chùm mền đã 3 năm rồi nha anh em. Và rất là mới nha, xe này chuẩn 3.000 cây luôn nha, 3.000 km nha anh em. Và đặc biệt hai con này là đều biển số Sài Gòn và hai con này đều có bô độ. Em quay qua đây cho anh em xem. Đó, cứ quay cho anh em xem. Đó, quay từ trên xuống dưới. Xe hầu như là mới 96% nha anh em. Anh em nhìn rõ là gai chỉ còn nguyên nè, dàn sơn là hầu như rất là mới luôn. Đó. Rồi, thì cái con ở bản con 250 này có 3 chế độ lái. Và những con này mình nói nhiều rồi, 1m6 mình có thể chạy vô tư nha anh em nha. 3 chế độ lái và ga điện tử. Con này mắc là mắc ở ga điện tử. Thì con này mình bán chỉ có 100 hơn 110 chút xíu thôi anh em. Nói chung là giá rất là ok mà tiết kiệm được mấy chục triệu, 5-60 triệu. Qua đây cho anh em coi đồng hồ em. Đó. À, đồng hồ rất là đẹp, 3 chế độ lái. Rồi dàn sơn nè, quay dàn sơn nè, rất là mới luôn. Đó, quay rất là mới luôn. Rồi cho anh em nghe tiếng bô ha. Bô này bô độ, bô zin còn luôn nha. Hầu như xe này là như zin, chỉ lên cái bô độ nè, lên chống độ nè, một cái móc móc trà sữa nè, em quay trong clip thấy không? Thấy cái móc trà sữa không? Rồi cho anh em nghe tiếng bô ha. Xe hầu như đẹp 96% nha anh em. Đẹp lắm anh em. Anh em ở ngoài anh em thấy cực đẹp, biển số Sài Gòn nữa. Bán là bao gồm cả bô độ đầy đủ nha anh em. Đó, bô cổ lips on, rồi có cái ốp carbon nữa nè. Đó. Rồi xe nó đẹp quá, mình không có còn gì để nói luôn. Có bộ lên số đồ chơi chống đổ, biển số Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Nè, chống đổ này nhìn rất là chắc chắn anh em. Quay góc rộng ra xe này thì có ABS thì xe nó như mới thôi anh em, không làm gì nữa. Mình đã thay nhớt rồi nha anh em nha. Rất là tuyệt vời luôn. Để ngồi cho anh em xem. Máy xe này á, một người 1m6 ngồi dư sức nha anh em. Để mình kêu mẫu 1m6 vô. Cầm nha. Ây da, té. Rồi, xém té anh em ơi. Rồi, để mỗi cái clip mình đều quay có một em trai 1m6 ngồi. Nói chứ em trai hôm nay cao lên rồi. Tại hồi đó làm cho mình là mới có 16 tuổi à, 15 tuổi à. Bây giờ là hiện tại là 16, 17 tuổi. 16 rồi, là một năm rồi anh em, năm mấy rồi. Thì bây giờ cao lên 1m62 rồi, ngồi rất là thoải mái. Đó anh em nhìn đi, mỗi chiếc xe mình đều quay có người ngoài ngồi cho anh em cảm giác rất là thoải mái. Xe đẹp ha anh em ha. Rồi sẵn tiện em qua chiếc Z300 luôn. Xe mới tinh luôn nè, mới cáo luôn anh em. Mẫu này là mẫu 2019 nha anh em, 2019, 2018. Màu này á anh em, chùm mền không, nó mới tinh nè. Rồi giờ qua Z300. Đó, em trai ngồi nè. Em trai này bữa nay cũng 1m62 rồi. Thì ok nha anh em. Đó, cho anh em 1m6 là ngồi cực kỳ thoải mái luôn, không có phải lo ngại cái gì nha anh em. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, em sẵn đề cho anh em nghe tiếng bô độ Z300 luôn nè. Con này bô zin còn luôn nha anh em nha. Rồi ok em. Xe này máy em kìa. Rồi được rồi, tắt máy đi em. Rồi ra cầm máy giùm anh, quay một xíu nữa là xong. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Tại nhà có hai anh em thôi cho nên không có quay được nhiều. Và cái em Z300 này nè, cực kỳ hiếm quá. Em này thì 2017. Em này cũng ABS trước sau. Em này thì giá rẻ hơn, 70 mấy triệu mà có một em 300 phân khối. Chỉ có 70 mấy triệu mà xe ngon nha anh em. Xe này là chuẩn 20.000 cây luôn anh em. Xe còn rất là đẹp. À, con này còn nói gì nữa đâu, hầu như là còn nguyên bản anh em. Xi nhan zin nè, xi nhan zin anh thấy không, xi nhan zin trước sau là còn nguyên bản luôn, đuôi zin vẫn còn, xe biển số thành phố, bình xăng còn rất là mới. Bây giờ không biết nói anh em sao, dĩ rồi còn rất là ok luôn anh em. 20.000 cây chuẩn là cổ bô nè, mọi thứ rất là đẹp.
em quay cho em, anh cho anh em coi cục máy nè. Mai xe anh em nghe máy rồi đó, nó rất là êm đó. Cái sơn của Kawasaki rất là dở, nhưng mà cái con này vẫn giữ được cái sơn nguyên bản của nó, vậy là rất là đẹp nha anh em đó. Từ 2017 tới giờ giữ được như vậy là rất là đẹp. Gác chân nè còn đẹp luôn, mọi thứ nói chung là còn hoàn hảo anh em. Mới thì không mới nhưng mà nó vẫn còn hoàn hảo. Rồi tôi đụng trúng cái bàn à. Nó vẫn còn hoàn hảo. Ok. Thì con này có gì đâu nữa. Con này có gì đâu nữa nói. Thì em này cũng có chống đổ. Rồi đèn đớm này nọ đầy đủ. Đồng hồ con này rất là đẹp. Rất là đẹp. Đúng 20.100 cây luôn. Xe này chủ xe mới bán cho mình luôn, mình còn tin nhắn luôn nha. Anh em nào muốn liên hệ với chủ xe, mình vẫn cho trực tiếp cho số chủ xe để anh em kiểm tra thông tin về chiếc xe nha anh em. Ở đây là mấy anh em mình rất là dễ thương, bán xe rất là dễ thương. Xe này rất là nhẹ nè, con nhẹ nhẹ nhàng nè. Đó. Vỏ rất là đẹp ha. Em trai chủ mới, chủ cũ đã vô gặp vỏ rất là đẹp. Anh em về chỉ có chạy thôi. Nói chung xe mình bán cho anh em rất là đẹp đó. Rồi bây giờ anh em thử suy nghĩ coi, giữa Z300 và 250 nên chọn xe nào. Nếu như mà anh em thích một cái kiểu dáng gọi là thoải mái, nắc kịch bay, đi trong phố và đi phượt xa, thì anh em có thể chọn Z300, đi rất là thoải mái. Còn nếu như anh em thích sự hầm hố và ngầu đét, cool ngầu, sport bike, chế độ lái thì nhiều công nghệ, ga điện thì anh em chọn 250. Cái đó là mỗi người mỗi sở thích. Thì mình về hai cái em này để cho anh em có một cái sự lựa chọn mà lâu lâu mới có nha anh em. Z300 bên mình ít nhập về bởi vì ít có xe ngon. Như anh em biết, cái xe nào xe ngon, xe ok thì bên mình mới lấy về cho anh em chơi. Còn mà xe mà cảm giác mà xấu quá thì bên mình cũng không có muốn cho anh em chơi. Đó, lâu lâu mới có một chiếc, còn xe này giá tốt anh em ha. Giờ hồi đó xe này khoảng 150, 140 mới có. Bây giờ còn có nửa giá nhưng mà quá ok, quá hợp lý đó anh em chơi, 70 mấy triệu. Quá hợp lý, quá ok. Đó, anh em nào mua cứ inbox mình. Đó, còn cái này, con xe này anh em cứ alo cho mình. Nếu như còn xe thì mình báo còn, mà lỡ bán rồi thôi nha anh em nha. Cứ thoải mái, anh em đừng có lo lắng vậy đó. Đó, thì bên mình vài bữa bên mình có để một cái tủ, tủ mát, tủ nước ngọt ở đây. Anh em qua ngồi chơi uống nước ngọt, cà phê, đó. Rồi bên đây là thay nhớt đó. Cà phê thay nhớt thì anh em cũng biết rồi. Đó, bên mình bán ra, bên mình có bảo trì xe rồi cho anh em luôn, cho nên anh em cứ yên tâm. Đó, anh em nhìn sơ qua đi, anh em thử coi. Anh em nếu là anh em lựa chọn, anh em sẽ chọn Z3 hay là CBR 250 đó. Còn tôi thấy con nào cũng đẹp hết á. Thôi tôi mua hai chiếc, một chiếc á thì để đi phượt, còn một chiếc là để tối cà phê à. Tại giá nó quá rẻ rồi anh em, nó rẻ cực kỳ rẻ. Thì ở mình sẵn nói cho anh em, những anh em mà chưa biết địa chỉ của mình, thì mình bán xe là bây giờ đã hầu như là gần 7 năm rồi nè. Bán xe gần 7 năm, mở cửa hàng là được khoảng hơn 3 năm. Còn tính mà tuổi mà bán là 7 năm, còn hồi đó mình bán không có cửa hàng. Rồi thì địa chỉ của mình ở 43D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là số điện thoại Zalo của mình. Đó, kênh YouTube của mình, Zalo, Facebook, TikTok là đều có đầy đủ. Anh em muốn mua thì cứ liên hệ với mình. Và cái số điện thoại này mình xài đã gần 20 năm. Không, lộn, gần hơn 10 năm thôi. Mình lộn cái số điện thoại chi kia nữa. Cái này số điện thoại mình xài đã được hơn 10 năm, từ cái thời mình còn là học sinh đó anh em. Từ cái thời mình còn học sinh cho nên mình không đổi số đâu, anh em cứ yên tâm. Rồi. Đó, anh em cứ coi là tham khảo đi. Em quay hết một vòng cho anh em xem. Quay từ đây, quay hết, nói chung quay y như là mình đang đi vô mình coi xe vậy đó em. Đó, giống như là mình là khách, mình vô mình coi xe đó, mình coi coi. Đó, coi coi, quay coi. Đó. Quay. Coi. Đó, rồi. Xe đẹp, không có gì để chê anh em. Xe mình chọn là quá tuyệt vời. Con này hầu như là mới 96% anh em. Mình thấy nó mới lắm anh. Rồi qua con Z300. Đó, cứ quay giống như mình vô coi xe cho anh em coi cho nó dễ. Rồi, qua anh kia, quay vòng qua anh kia. Rồi, giống như là mình vô mình coi xe đó anh em cho dễ, anh em hình dung nha anh em. Mình quay vậy là đó quá rõ cho anh em coi luôn rồi đó. Qua đây, qua cục cây bô, cục máy rồi xong, cái yên là xong rồi. Chào tạm biệt anh em luôn đó, anh em coi.
Còn anh em nào mà muốn cái tư vấn về xe hay cái hỏi gì về xe thì cứ alo cho mình, mình sẽ tư vấn cho anh em trực tiếp. Còn đây là trên clip là mình chỉ quay cái góc nhìn thực tế cho anh em để anh em dễ hình dung thôi. Và hy vọng anh em thấy hay thì anh em hãy nhớ ấn like, bấm chuông và subscribe cho kênh của Minh Biker nha, kênh YouTube của Minh Biker. Và cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi và đã ủng hộ Minh rất là nhiệt tình. Đó thì bên Minh có rất là nhiều dịch vụ luôn, kể cả bán tải, vận chuyển, cứu hộ, đầy đủ rồi. Hình như bên Minh là không có thiếu dịch vụ nào dành cho xe cho anh em nữa. Bây giờ bên Minh quá đủ dịch vụ cho anh em, nên anh em cứ yên tâm mà chơi xe bên Minh. Đó rồi, chúc mừng năm mới anh em ha. Chúc anh em sau Tết làm được nhiều thiệt nhiều tiền, nhiều sức khỏe nha anh em. Đó rồi, hai con xe này anh em thích chọn con nào thì cứ nhắc máy lên alo cho Minh Biker nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt là tuyệt vời.